Xin chào tất cả mọi người, mình lại gặp lại các bạn trong cái series review sản phẩm mình đã bắt làm với thương hiệu của BlackBerry. Thì ngày hôm nay mình thể theo nguyện vọng của rất nhiều bạn có theo dõi kênh YouTube của mình, thì mình sẽ mở hộp một cái chiếc điện thoại đặc biệt. Mình gọi nó đặc biệt tại vì nó cũng không được bán tại Việt Nam. Thì mình đã từng ship rất là nhiều cái chiếc điện thoại này về Việt Nam rồi, tuy nhiên là lần này thì mình mới có thời gian để làm đập hộp, đó là chiếc Passport AT&T. Thì cái chiếc Passport AT&T là một cái chiếc Passport thuộc cái series của cái dòng BlackBerry Passport, gồm có Passport màu đen này, màu trắng này, màu đỏ này, Passport Silver này và Passport AT&T. Thì vẫn như thường lệ thì AT&T là nhà mạng mà họ luôn luôn đặt những thứ thuộc về họ, thì họ đặt riêng cho mình một cái bản thiết kế riêng. Và Passport AT&T thì nó khác với cái phần còn lại của tất cả những cái máy Passport. Thì khi mà mở hộp ra thì đầu tiên các bạn nhìn cái cách đóng hộp của AT&T vẫn như vậy, vẫn là cái màu sắc quả địa cầu của họ rất là bắt mắt, một cái màu đặc trưng của AT&T nhìn rất là trẻ trung, chính xác là phải dùng cái từ trẻ trung cho cái dòng AT&T này. Cái cách đóng hộp thì cũng khá là mạch lạc, mình thích cái hộp này hơn là cái hộp quốc tế. Thì bên trong thì có một cái máy Passport ở đây. Đó, máy Passport ở đây thì mình gỡ nó lên như thế này. Đó, máy thì mình ship về cái máy này thì máy line new, nó mới khoảng tầm 99%. Thì nó vẫn có những cái thứ đặc trưng của nhà mạng AT&T, những cái dòng chữ như là "We hope you love your new BlackBerry Passport". Thì họ muốn là chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy yêu cái dòng điện thoại Passport này. Thì ở dưới đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái số giấy tờ Quick Start của BlackBerry cũng như nhà mạng AT&T gửi tới người dùng. Thì đây đang vẫn có một cái giấy tờ tiếp theo. Ở trong thì bao gồm có này, cái cục sạc này là mình tặng cho khách hàng. Máy thì cũng có cục sạc ở đâu các bạn nha. Gồm có là tai nghe này. Đó. Cái cục sạc thì mình để ở dưới đây. Sạc, cáp và tai nghe đầy đủ hết. Tại vì cái máy này mình order về cho khách nên là mình có tặng khách hàng một cái đọc sạc. Đó. Còn lại tất cả thì y nguyên. Vậy thì để mình nói qua về một cái máy AT&T. Thì Passport AT&T thì là một cái dòng da tiếp theo của Passport. Thì nó được bo 4 góc, nhìn nó sẽ tạo cái cảm giác mà các bạn không bị cấn tay khi các bạn thao tác. Cái điều thứ hai nữa là cái lớp nhung này này thì nó rất là mềm. Theo mình đánh giá thì cái lớp nhung này còn mềm hơn cả cái lớp nhung trên Passport 1 nữa, là Passport màu đen đấy. Suy ra là các bạn xài máy này thì các bạn sẽ phải nhẹ nhàng một chút xíu. Các bạn muốn bền thì tốt nhất là các bạn nên xài bao da hoặc các bạn dán lưng da vào. Đó. Thì qua quá trình sử dụng thì rất là nhiều người từ xưa đến bây giờ thì ai cũng đều khen cái bàn phím của Passport AT&T là vì nó bấm rất là êm. Đó. Thì tất cả tính năng thì đều giống như là các cái dòng Passport mà chúng ta đã từng sử dụng. Tuy nhiên là nếu mà ai mà thích một cái vẻ gì đó nó nhuần hơn một chút xíu, các bạn sử dụng những cái máy này nhìn nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn, nó không có hầm hố như kiểu là Passport và Passport Silver. Màn hình thì mình đã nói rất nhiều từ những video trước rồi. Passport AT&T nó sở hữu một cái màn hình rất là đẹp mắt, cũng như là cái chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt hảo. Thì các bạn có thể yêu cái chiếc máy này ngay. Thực ra thì lúc đầu mình cũng không thích cái kiểu dáng này, tại vì cơ bản là nó bo 4 góc. Nhưng mà khi mình sử dụng rồi, và nhất là khi mình sử dụng rất nhiều, thì mình mới thấy được là cái việc mà nó bo 4 góc rất là tuyệt vời. Đây là cái Passport AT&T của mình. Đó, mình cũng xài rất là lâu rồi. Đó, rất là hay. Các bạn hãy mua về và liên hệ theo Facebook của mình để đặt hàng, mình sẽ ship về cho các bạn chiếc máy như thế này. Rồi, chị ơi.